Muốn kinh doanh không có nhiều tiền thì không biết phải làm thế nào nhỉ? Anh vào đây. Không biết là anh tính buôn bán cái gì anh nhỉ? Anh á, anh muốn kinh doanh bán trà chanh này, trà tắc này. Thế là anh tìm đúng chỗ đúng người đấy. Thế bên mình có cái mẫu nào mà nó ngon này, bổ này, mà nó lại rẻ nữa không em? Dạ có liền anh ơi. Thế có cái gì hay trình bày luôn anh xem nào. Con này thì gấp gọn này, mang đi dễ dàng. Hả? Xe gấp gọn lại còn tháo rời được? Vâng, quá là tiện lợi luôn đi. Thế cái xe đấy tháo lắp mấy phút thì xong? Ui, cái này lắp 2-3 phút xong à? À, nghe cũng được ấy nhở. Vâng, không cồng kềnh, tiết kiệm thời gian. Chất liệu sao? Cũng không sắt là sơn tĩnh điện cực kỳ là chắc. Là gì đấy? Kích thước cụ thể nào? Kích thước của em này 80 này, rộng 45, cao 90. In sẵn cả chữ với quả trách này luôn. Vâng, chất liệu bằng bạc này, dễ bảo quản, dễ lau chùi. Trông cái xe này có vẻ yếu nhỉ? Thế đã anh ngồi lên thử xem có chắc chắn không rồi. Thử anh vào test luôn đi. Cái gì hay ho đâu. Ở dưới có 4 bánh xe, di chuyển nhanh, đỡ tốn sức. Thế túm cái váy lại là cái xe này bao nhiêu tiền? Giá chưa bằng một bữa nhậu của anh. Hả? Ok, xuất luôn. Ok anh.